chúng ta xem xét cái dãy số sinh bởi phương trình ha. Chúng ta gọi chúng ta chú ý phương trình này nè, với mỗi n lớn bằng 2 thì phương trình này có duy nhất nghiệm thực dương. Chúng ta gọi xn chính là nghiệm của phương trình, thì từ đó chúng ta xây dựng được dãy xn và chúng ta khảo sát sự hội tụ và tìm giới hạn của dãy. Ở đây chúng ta sẽ bỏ qua ký đầu tiên, ta chỉ cần thao tác cơ bản liên quan tới hàm số, lý giá trị trung gian. Ở đây chứng minh có duy nhất nghiệm thì ta nên khảo sát hàm số, ta có thể chứng minh được rằng phương trình có duy nhất nghiệm ha. Chúng ta tập trung vào ký B. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái định lý định lý kẹp để xử lý ha. Chúng ta thông qua cái định lý kẹp chúng ta chứng minh sự hội tụ của dãy và tìm giới hạn của dãy số luôn. Ta dễ dàng thấy ha. Đã có xn thì nó bằng, thật ra ta viết từ từ xn mũ n đi ha, trừ xn trừ 1 bằng 0. Ta lưu ý rằng xn dương ha. Từ đó ta dẫn đến xn bằng căn bậc n của xn cộng 1. Từ đây chúng ta dễ thấy được rằng bởi vì n dương nè, suy ra được cái căn bậc n xn cộng 1 lớn 1 nè. Vậy ta sẽ suy ra được này. 1 nhỏ hơn xn nè. Đồng thời chúng ta dùng vấn tức Cauchy cho n n n số. Số hạng thứ nhất chính là xn cộng 1. Và n trừ 1 số hạng còn lại chính là 1. N trừ 1 số 1. Dùng vấn tức Cauchy cho n số thì nó nhỏ bằng xn cộng cho 1 rồi cộng cho n trừ 1 tất cả chia cho n thì nó sẽ bằng là xn trên n cộng 1. Điều này đúng với mọi n lớn bằng 2. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được điều thứ nhất, xn lớn 1. Chúng ta chuyển vế nè, chúng ta đánh giá con xn nó thông qua n ha. Chúng ta suy ra được nxn, thật ra nxn trừ 1 này, n trừ 1 như xn nhỏ hơn bằng n. Vấn thức này đúng với mọi n lớn bằng 2 nha. Dẫn đến xn lớn 1 và nhỏ hơn n trên cho n trừ 1 với mọi n lớn bằng 2. Đó. Như vậy chúng ta có cái dãy n, chúng ta bị kẹp giữa hai cái dãy này, một dãy hàng và dãy còn lại chính là n trên n trừ 1. Mặt khác, giới hạn của dãy hàng này n tiến ra vô cùng và giới hạn của cái dãy n trên n trừ 1 khi n tiến ra vô cùng bằng nhau bằng 1. Kết hợp hai điều trên ta áp dụng lý kẹp ha. Ta nhận được giới hạn của dãy n bằng 1. Chúng ta đã giải quyết được cái bài đầu tiên một cách dễ dàng ha. Chỉ cần sử dụng lý kẹp đánh giá một cách khá là nhẹ nhàng vấn tức Cauchy cho n số ha. Ta nhận được giới hạn của dãy n bằng 1. Chúng ta cũng sẽ làm một cái bài toán tương tự như vậy, cũng là dãy số sinh bởi phương trình ha. Lúc này phương trình chúng ta có hai nghiệm phân biệt. Rồi.
Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào cái việc chứng minh sự hội tụ và tìm giới hạn, bỏ qua cái công đoạn chứng minh sự tồn tại nghiệm ha. Mình bỏ qua cái công đoạn chứng minh phương trình có duy nhất nghiệm thuộc quả công 1 và có duy nhất nghiệm lớn 1. Này là duy nhất luôn ha, đúng một nghiệm. Rồi. Rồi. Chúng ta sẽ thấy được rằng ta chứng minh sự hội tụ của dãy AN ha và tìm giới hạn của nó. Có nè, nhầm AN chứ. AN mũ N nè. Vâng. N AN nè. Trừ 1 nè. Có thể viết lại thay đổi một chút n x n a n nè thì bằng x a n mũ n cộng 1. Và chúng ta lưu ý rằng tất nhiên là dương và nhỏ hơn 2, bởi vì a n chúng ta nhỏ hơn 1 ha, do đó a mũ n cộng 1 nhỏ hơn 2 với mọi n lớn bằng 3. Từ đây chúng ta sẽ suy ra không nè nhỏ hơn a n nè, nhỏ hơn 2 trên n nè, với mọi n lớn bằng 3. Đến đây chúng ta thấy được rằng chúng ta áp dụng định lý kẹp, chúng ta suy ra ngay được giới hạn giá n bằng không ha. Ta có giới hạn của dãy hằng này nè và giới hạn của dãy 2 trên n là bằng nhau bằng không nè. Dễ dàng có được ha. Dãy BN chúng ta cũng sử dụng định lý kẹp để xử lý ha. Tuy nhiên chúng ta phải xử lý phức tạp hơn một chút. Xét cái dãy BN. Ta nhớ BN chính là một cái nghiệm lớn hơn một của phương trình này. Chúng ta tiến hành đánh giá tương tự như bên trên, chúng ta dùng bấng thước Cauchy ha. Ta có BN mũ N trừ NBN trừ 1 hay cộng 1 cộng 1 bằng 0. Từ đó ta suy ra được BN bằng căn bậc N của NBN cộng 1. Chúng ta cũng sẽ đánh giá tương tự bên trên ha. Tuy nhiên ta đánh giá khéo léo một chút. Do đó BN này, lớn hơn 1 này. Và bằng căn bậc N ta dùng thước Cauchy cho N số ha. Hai số hàng đầu chính là N căn bậc 2 của N BN cộng 1 trừ 1 là trừ 1. Trừ 1. N trừ 2 số hạng còn lại chính là 1. Ta phải áp dụng một cách khéo léo hơn so với cái bên trên ha. Thì ta dùng bấng thước Cauchy ha. Nhỏ hơn 2 lần căn bậc 2 của NBN trừ 1 cộng cho N trừ 2 tất cả chia cho N. Điều này đúng với mọi N lớn bằng 3 ha. Từ đó ta suy ra NBN nè trừ cho 2 lần căn bậc 2 của NBN
trừ 1 này nhỏ bằng n trừ 2. Từ đó chúng ta sẽ suy ra nbn căn bậc 2 nbn trừ 1 này trừ 1 này các cao bình phương này nhỏ bằng n trừ 2 này với mọi n lớn bằng 3 ha. Từ đó suy ra được căn bậc 2 của nbn trừ 1 trừ 1 nhỏ bằng căn bậc 2 n trừ 2. Từ đó chúng ta suy ra, chúng ta biến đổi từ từ ha, ta suy ra được bn này nhỏ bằng căn bậc 2 n trừ 1 n trừ 2 ha, cộng 1 tất cả bình phương rồi cộng 1 rồi lại chia cho n. Hiển nhiên là bn lớn bằng 1, lớn hơn 1. Điều này đúng với mọi n lớn bằng 3. Ta viết này đẹp đẹp hơn một chút ha. Ta biến đổi sơ cấp thì chúng ta sẽ ra được cái đánh giá này. Rồi. Mặt khác ta dễ thấy. Giới hạn của dãy hằng này giờ tiến ra vô cùng này bằng giới hạn của dãy này. Đó, giới hạn của hai, tức là chúng ta đang tìm giới hạn của hai dãy kẹp đó. Bằng 1. Do đó áp dụng lý kẹp chúng ta suy ra dãy BN nó giới hạn, có giới hạn hội tụ vào bằng 1 ha. Okay. BN hội tụ và giới hạn của dãy BN bằng 1. Như vậy chúng ta chỉ sử dụng cái định lý kẹp đồng thời kết hợp với vấn thức Cauchy, ta đã giải quyết được hai bài toán dãy số sinh bởi phương trình ha. Nhớ ở đây AN ta thuộc khoảng 0,1, BN thuộc khoảng 1 vô cùng. Chúng ta dùng lý kẹp chứng minh dãy AN hội tụ và nó hội tụ được không. Dãy BN thì chúng ta phải đánh giá vấn thức Cauchy một cách khéo léo. Biến đổi ta dẫn đến cái chặng cho cái dãy BN ha, tìm ra hai cái dãy kẹp này. Xem lại bài trên ha, bài trên thì dùng vấn thức Cauchy dễ dàng hơn nhiều so với bài dưới. Rồi. Ta dùng vấn thức Cauchy ta có được cái đánh giá này. Rồi sau đó dùng lý kẹp thu được kết quả ha. Dạ, chúng ta kết thúc ở đây.